Cảm ơn quý vị đã kiên nhẫn và giữ làn sóng. Chúng tôi xin trở lại trong cái phần câu hỏi thứ ba này. Đó là khi những người đã làm tổn thương mình như vậy đó, thì ngoài việc là mình có thể nói là dẹp tan hay là trả đũa, không phải trả thù nhưng mà phải phản công lại và dẹp tan cái lực lượng đã làm cho người Mỹ sợ hãi hay là ở trong cái sự khủng bố như vậy đó. Thì bây giờ sau cái việc đó rồi, sau việc mà đánh bại hay là đánh tan những cái nhóm người khủng bố Al-Qaeda hay là ISIS những năm trước rồi, thì bây giờ sau 22 năm đó, nhìn lại đó, thì tinh thần và thái độ của chúng ta như thế nào đối với những người hiện giờ có thể về phương diện mà cá nhân đó, hay là gia đình họ làm tổn thương chúng ta hay là làm cho mình bị thiệt hại, thiệt thòi, thì chúng ta phải làm gì? Có những người thì thích thưa kiện, hay là có những người thì thích phải đánh trả lại, ai tát má bên phải thì họ muốn tát lại một cái như vậy đã để đánh trả. Thì đối với quý vị và những lời dạy ở trong Kinh Phật, Kinh Thánh như thế nào? Yeah. Kính thưa quý vị, như mục sư nói về vấn đề đáp trả lại về phương diện thưa kiện, thì các nạn nhân của 911 đã làm và đã thắng. Yeah. Rồi về cái phần mà đối đãi với lại những cái phần tử quá khích cũng như những cái đất nước Hồi giáo mà trong cái chiều hướng rất là cực đoan đó, thì theo thiên ý của chúng tôi đó, thì đất nước Hoa Kỳ và những người trên thế giới đó, nó có hai chuyện để làm. Chuyện thứ nhất là hóa giải bằng cách là làm sao mở một con đường sáng cho những người cái cực đoan Hồi giáo quá khích thấy rõ là cái sự cực đoan không đem đến lợi ích gì cho bản thân những người đó, cho cái tổ chức, cho đạo Hồi, mà nó mang đến những cái thảm cảnh. Điểm thứ hai là đây là một cái điểm mà chúng ta phải đòi hỏi có nhiều cái sự cố gắng. Người ta nói rằng mình không có đuổi người đó đi, nhưng mà chúng ta làm sao đuổi cái tính ác ở trong cái con người đó. Với một cái suy nghĩ và cái nhìn đó thì chúng tôi nghĩ rằng trong cái giai đoạn hiện tại, những người mà làm tổn thương chúng ta thì nó làm hai phần. Tạo hóa sinh ra chúng ta là để bảo vệ, do đó không để tự nhiên người nào muốn thiệt hại tới cơ thân thể chúng ta, rồi thiệt hại tới gia đình. Cũng giống như mục sư có trao đổi là tự nhiên mình ở trong nhà bằng đêm rồi có người có tấn công vô, rồi mình vì cái từ bi mình buông tay, thì cái đó là không đúng. Và trong nhà Phật có dạy là lợi người lợi mình, thì cái đó là lợi người mà thiệt hại mình là không nên. Từ đó thì chúng ta phải tạo cái tâm từ bi. Thì khi mà tâm từ bi chúng ta có, thì chúng tôi nghĩ rằng ơn trên sẽ ban cho chúng ta có sự sáng suốt. Và từ sáng suốt đó chúng ta có năng lượng tốt, ơn trên phù hộ để chúng ta giải thoát và làm hóa giải đi những cái hận thù từ những kẻ thù bên ngoài đối với chúng ta. Xin mời Hòa Thượng. Cảm ơn mục sư điều hợp. Kính thưa quý ngài và quý vị, tôn giáo nào, quý đệ chúng tôi ngồi đây thì cũng ngoài 2.000 năm trước. 2.000 năm trước với bây giờ thì chúng ta biết là nó khác biệt vô cùng. Những cái chân lý, những cái công thức mà để đời sống tinh thần nó mang một cái ý nghĩa vượt trội hơn cái cuộc trần gian mà được mất hơn thua vui buồn sướng khổ này. Cho nên những cái tư tưởng, những cái pháp môn, những cái lời dạy chân thiết của trong tôn giáo của chúng ta, tôi nghĩ rằng nó giống nhau, tức là lấy tình thương xóa bỏ hận thù, chứ không phải lấy hận thù để mà đối đãi lại với hận thù. Vì cái tình thương sau cùng, tình thương như điều thiện, tình thương như lẽ phải, tình thương như lẽ sống, tình thương như cái đó là cái mục đích sau cùng cứu cánh mà tôn giáo dạy cho chúng ta. Nhưng mà chúng ta đang sống một cái xã hội mà nó rối rắm vô cùng tận, rối rắm đến nỗi là không biết là ngày xưa Đức Phật nói vậy, Thiên Chúa nói vậy, thì nếu mà các ngài có mặt bây giờ thì các ngài có thay đổi ý kiến không? Như mà ông ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện, ông ở tù cộng sản từ tù này qua tù kia, ông nói là tôi đã chịu trên đầu bao thứ khổ mà ngày xưa Phật tổ hiểu lơ mơ. Ông thậm xưng như vậy, nó là Phật không hiểu cái khổ. Và vì cái khổ của ông bây giờ, cái khổ là cộng sản chồng chất trên đầu ông, đi từ nhà tù này qua nhà tù kia,
cái khổ trong nhà tù cộng sản Phật ngày xưa không hiểu được, cho nên Phật nói cái khổ thì cái khổ ngày xưa Phật nói với cái khổ bây giờ nó khác biệt vô cùng. Tuy vậy, cái người có đức tin tôn giáo vẫn coi là cái lời dạy của trong tôn giáo vẫn là cái chân lý để mà sống. Nhưng mà tôi nghĩ rằng như là lời dạy của Đức Phật thì cá nhân của chúng ta hiểu, chúng ta có sống. Ví dụ như tôi bây giờ, nếu mà ai mà họ dùng cái bạo tàn, bạo lực gì đó mà họ làm cho mình chấm dứt sự sống, thì tôi nghĩ rằng tôi có thể cư xử chuyện đó, có nghĩa là không sao, chết cũng không sao, bâng bâng. Nhưng mà khi mà lãnh đạo, khi mà để cho người khác, hay để cho gia đình, cho dòng họ, hay cho thành phố, cho dân tộc của chúng ta, cho tôn giáo của chúng ta, những người theo phần đông mà chúng ta im lặng, hay là chúng ta không có cách để giải quyết mà chỉ chấp nhận cái sự thua thiệt, thì cái đó thì tôi không nghĩ tới, tôi cũng không thể kháng được. Dạ, xin mời Lê Mục. Tôi nghĩ trong những trong đời sống của mình thì những cái va chạm hay là những người ta làm cho mình đau khổ thì tôi nghĩ tùy theo cái mức độ thôi. Mình xét cái mức độ tổn thương nó cỡ nào, có nên thưa kiện không. Nhưng mà chúng ta thấy rằng thưa kiện là nó dựa trên một cái nền tảng pháp luật, mà pháp luật này nó được viết ra là cũng từ 10 điều răn Đức Chúa Trời, chỉ có 10 răn Đức Chúa Trời thôi, mà ra bao nhiêu cái đạo luật trên trần gian này tất cả đều cho chúng ta sống trong một sự công minh chính trực, có luật pháp che chở. Cho nên là nếu mà phải thưa kiện thì cái điều đó nó chẳng có phải là tội lỗi hoặc là xấu xa gì hết, tại vì cái đó là mình dựa trên một cái nền tảng công lý để mình lấy lại sự công bằng. Nhưng ở đây thì tôi cũng muốn nói là mình phải xét được cái tổn thương nó cỡ nào. Nếu có thể mình dàn xếp được cái hòa bình trước đó, để mình đừng dẫn đến thưa kiện rắc rối á, thì mình cũng nên làm. Bởi vì có nhiều khi những cái chuyện nó nhỏ mà chúng ta làm đối với luật pháp thì nó làm cho to ra, nó xé ra cho to ra, thì mình cũng đỡ không nổi. Rồi mình cũng phải nhìn nhận những người đó là ai. Có thể là nhiều khi chẳng lẽ bây giờ mình đi thưa kiện anh em trong nhà mình hay là bạn bè thân của mình làm gì đó cho mình, dù có tổn thương nó nặng tí nữa nhưng mình có thể mình nói được, mình thương lượng được thì mình cũng nên nói. Rồi nói về vấn đề mà đánh trả thì cái đó self defense, thì cái đó là bản năng con người rồi, chứ không có phải mình cũng không thể là mình ngồi đó cho người ta đưa dao người ta cắt cổ mình thì không được. Cho nên là mình cũng phải đánh trả, cũng phải chống đỡ, tự vệ. Thì thường thường là các môn võ trên trần gian này thì đa số các môn võ nào thì họ cũng dạy cho các môn sinh của họ là tự vệ thôi. Nhưng mà cũng có những môn sinh người ta nóng nảy quá, người ta ra khiêu chiến, người ta làm này làm kia. Nhưng mà đa số các cái võ nó được có chữ đạo với sau đó, tức là phải giữ thân, giữ mình, dùng sức khỏe, dùng cái tài năng của mình để giữ gìn mình, giữ gìn bản thân và gia đình của mình và những người thân. Nhưng mà riêng có cái phần mà gọi là trả thù á, thì cái đó thì công giáo chúng ta lại phải khuyên chúng ta là đừng có nên làm. Bởi vì nó trả thù nó không dẫn tới đâu hết, nó càng chồng chất lên những cái oán hờn rồi. Mà Thiên Chúa thì Chúa Giêsu thì cứ dạy chúng ta là phải yêu thương kẻ thù, phải cầu nguyện cho kẻ thù và làm ơn cho kẻ hành hạ mình. Nó lý tưởng quá, nhưng mà đó là những lời của Chúa Giêsu bảo như vậy rồi. Phải yêu thương những cái điều đó thì chúng ta thấy rằng riêng hai cái phần trước đó, là cái phần mà nó là thưa kiện hoặc là tự vệ đánh trả này, thì tôi nghĩ là nó không có nặng lắm. Thì tùy theo cái sự tổn thương và sự cái mức độ quan hệ của mình với những cái người khác như thế nào. Còn riêng cái phần trả thù thì người Công giáo chúng ta thì cũng phải suy nghĩ lại, bởi vì nó nằm ngoài cái sự chỉ dạy của Chúa Giêsu và cái giáo lý của Công giáo chúng ta rồi. Và đối với tôi thì khi lời của Chúa dạy về sự đó là sự trả thù thuộc về Chúa đó, tức là nói bất không những chỉ có về phương diện cá nhân, nhưng mà khi những người khác làm tổn thương mình ở một cái mức độ có thể nói là làm cho mình đau, bị tổn thương, họ làm cho mình bị thiệt hại đó, thì cái bản tánh tự nhiên là mình muốn không những tự vệ, nhưng mà cái phải trả đũa hay là trả thù đó, thì đó là cái bản năng của con người muốn như vậy. Nhưng mà lời Chúa muốn mình vượt lên trên cái những cái mà có thể nói là làm cho cái đau thương nó tiếp tục nó chồng chất,
và khiến cho mình phải trả thù, tức là mình phải tìm cách nào hay là cái sơ hở của kẻ thù hay là cái người đã làm hại mình để mà trả thù trả đũa đó, thì cái đó nó lại làm cho mình càng vướng vào trong cái lòng vòng lẩn quẩn để mà mình tìm cách mình trả thù cái người đã làm hại mình. Trên phương diện đối với những người khủng bố đấy, thì cái việc mà chúng ta đã giải quyết xong cái việc mà mình giống như mình nói là dẹp tan hay là đập tan Al-Qaeda hay là ISIS trong những ngày đó. Dĩ nhiên họ vẫn còn ngày hôm nay ở tại Afghanistan, cái họ vẫn còn ở những cái way of life đối với những người Hồi giáo mà quá khích đó, thì nó là như vậy, mắt đền mắt, răng đền răng, và vì họ nghĩ rằng mình là người nước ngoài đem quân, đem xe tăng, đem cái này kia tới để mà đánh giết người phụ nữ của họ hay là con nít của họ, và những cái mà propaganda, những cái đồ mà có thể nói là những cái tư tưởng họ gieo rắc ra để mà kiếm được cái sự ủng hộ để có thể chống lại hoặc là nước Nga như hôm rồi, hay là nước Mỹ, và đó là những cái gì mà họ hay là của phương Tây, thì đó là những cái cách mà họ đã đưa ra để mà chống trả lại. Nhưng mà đối với chúng ta, về phương diện của người lãnh đạo tinh thần và tôn giáo, lời Chúa dạy hay là lời của Phật dạy đó, thì cái việc mà chúng ta yêu thương, tha thứ, yêu thương và để là làm cho cái việc đó nó được xoa dịu, được hàn gắn là cái điều cần thiết. Có dễ hay không thì tôi muốn mời cư sĩ, bây giờ những người đã làm tổn thương chúng ta đó, thì bây giờ có dễ để mà tha thứ không, có dễ để mà quên, hay là đi những cái việc mà người khác đã làm thiệt hại, tổn hại đến mình? Dạ, yeah. Kính thưa mục sư, thưa toàn thể quý vị, ở phần này thì Đức Hoàng Giáo Chủ có dạy 4 cái câu là đạo pháp thường hay dung giới hòa, xét người cho tột xét thân ta, nếu người rõ phận vui lòng thứ, ta thứ được người, người thứ ta. Đây là cái tinh thần của các cái bậc ở trên chỉ dạy trên con đường mà từ trên đi xuống. Khi nhìn với cái dung hòa ở trong cái cuộc sống thì để từ đó chúng ta cảm nhận được rằng cái mức độ chịu đựng của chúng ta trong tinh thần dung hòa là như thế nào. Thì ở đây tôi cũng nói như trong phần dẫn nhập á, thì mỗi người nó có cái sức chịu đựng và cái thái độ chịu đựng và cái hạnh nguyện chịu đựng. Khi cái hạnh nguyện chịu đựng của chúng ta ở cái bậc mà cao rồi Bồ Tát hạnh, thì chúng ta có thể bỏ hết mọi vấn đề hân oán, mà chúng ta chịu những cái đau khổ cho chính cá nhân mình. Cũng như có một lần Đạo Hòa Thượng có nói một cái gì đệ tử của Đức Phật đi qua một cái vùng kia rất là ác khổ, mà Đức Phật hỏi có đi được hay không, thì người này nói là đâm quánh đập giết chóc cái gì cũng đi được hết, đó là hành nguyện của bậc Bồ Tát. Do đó trở lại cái đời sống bình thường của mình, thì chúng ta đó, mình là ai, cái sức chịu đựng mình như thế nào, và mình chịu đựng hay là ảnh hưởng tới gia đình của chúng ta, thì từ đó chúng ta có sự sáng suốt, phải dựa vào tâm và trí, tình thương và trí tuệ để giải quyết cái vấn đề, không có dựa lên là tham sân si, danh lợi tình, không có dựa vô cái ân oán mà giải quyết vấn đề, mà chúng ta dựa lên cái tình thương và trí tuệ, thì chúng ta sẽ thấy rõ vấn đề để đối xử với nhau trong cuộc sống. Dạ, xin mời Hòa Thượng. Kính thưa quý ngài và quý vị, bản thân tôi là nếu ai làm khổ tôi thì cái chuyện quên á là tha thứ là chuyện dễ, nhưng mà làm khổ người khác, và đặc biệt cái khổ làm khổ đó còn dài dài, còn tiếp tục. Ví dụ như đất nước Việt Nam mà Cộng sản cướp miền Nam và cướp cả đất nước Việt Nam, và bây giờ họ đã đang và làm khổ dân tộc Việt Nam, mà không phải giờ Cộng sản Việt Nam làm khổ Việt Nam, mà Cộng sản quốc tế làm khổ con người trên thế giới này. Thì như vậy có nghĩa là luôn luôn lúc nào cũng phải cảnh tỉnh, phải đề cao và phải chia sẻ những cái hiểu biết của mình để nói về cái kẻ ác nó vẫn còn có mặt đó.
Do vậy cái làm ác làm khổ cá nhân ai đó hay là cái nhân danh gì đó họ làm cá nhân tôi thì không có sao, chắc chắn là tôi phải tha thứ rồi, tôi phải sống với cái hạnh nguyện của trong đức tin của tôi, nếu không là tôi đi ngược lại với đức tin. Cho nên cái chuyện mà họ làm khổ tôi thì tôi tha thứ là chuyện đó chuyện dễ, và tôi phải dễ hay khó, dù có khó tôi phải vượt qua. Và đối với tôi thì tôi nghĩ là chuyện đó là tôi phải không có làm gì khác hơn là phải tha thứ, lấy từ bi dập tắt hận thù, lấy tình thương dập tắt hận thù. Nhưng mà khi mà kẻ làm xấu ác đó vẫn còn tiếp tục có mặt đó, hiện diện đó và tiếp tục làm khổ nữa và khổ nữa, thì như vậy thì cái chuyện tôi không có quyền gì để tha thứ hay không tha thứ về chuyện đó. Nhưng mà nếu tôi góp phần thì tôi cũng sẽ góp phần trong cái điều kiện của một người tu, tức là lấy tình thương xóa bỏ hận thù, và đặc biệt là con người suy nghĩ đúng và thấy biết đúng để hành động đúng, và chúng ta sẽ tôi sẽ góp phần vào chuyện như vậy. Dạ, xin mời Linh Mục. Tôi cũng nhận ra là nhận thấy rằng cái việc tha thứ là cái việc phải nói là quá sức khó đối với từng cá nhân. Có lẽ là cũng ít có ai mà có cái bản tính là coi như là đụng chuyện gì mình có thể bỏ qua, rồi mình cũng xa va cho nó qua hết, rồi cũng thấy ít thấy, bởi vì ai cũng có một cái tự ái trong người rồi ghim vào rồi nhớ. Nhiều khi mình tha thứ, mình forgive mà mình không có forget được. Bao nhiêu năm nó xảy ra thì mình cũng là mình nhớ luôn ngày tháng đó, năm đó là người đó hại mình, nhưng mà mình cũng đã tha rồi, cũng là mình cũng thấy. Bởi vì cái chuyện tha thứ nó xảy ra hàng ngày mà, mình tha thứ nhiều lắm. Ví dụ bây giờ chẳng lẽ bây giờ quý vị ra ngồi đường lái xe, rồi có một anh nào đó, một chị nào đó lái tạt ngang qua rồi. Chẳng lẽ bây giờ mình ôm cái hận nó hoài được. Mình ôm cái sự án gừa đó hoài được. Thì mình cũng là thôi, xong rồi thì mình tiếp tục con đường mình đi. Rồi quý vị làm trong hãng xưởng, chẳng lẽ bây giờ một cái chuyện xích mích giữa hai người làm công nhân làm chung với nhau, chẳng lẽ bây giờ một chút xíu là mình lại là coi như là mình phải là không có nhìn mặt nhau rồi. Có nhiều chuyện lắm, mình tha thứ lắm, nhưng mà tha thứ mức độ nào, tha thứ cái sự tổn thương cỡ nào thì phải nói là như Chúa Giêsu thì Ngài cũng dạy chúng ta rất là nhiều cái ơn tha thứ. Ví dụ mình thấy là Phêrô là dùng gươm mà chém đứt tay cái tên đầy tớ mà tên là Manco đến bắt Chúa Giêsu đó, thì đó là hình thức tự vệ rồi. Nhưng mà Chúa Giêsu bảo anh hãy tra gươm vào vỏ đi, vì anh cứ dùng gươm thì chết, sẽ bị chết vì gươm, dùng cái gì thì chết vì cái đó. Rồi trước mặt Phi-la-tô thì Ngài nói rằng Phi-la-tô nói là ông không có tin là tôi có quyền giết ông à, hoặc là tha cho ông à, thì Chúa Giêsu nói nước tôi không thuộc về thế gian này đó, nước tôi thuộc thế gian khác. Mà nếu tôi ra lệnh đó thì hàng ngàn cơ binh của tôi xuống giải thoát tôi rất là nhẹ nhàng, không có gì hết đó. Rồi Ngài là Thiên Chúa, Ngài là con Đức Chúa Trời, và khi đóng đinh trên thập giá như vậy thì Ngài bao nhiêu cái trong 7 lời cuối cùng của Ngài thì cái câu cuối cùng là lạy cha, xin hãy tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm. Cho nên tôi nghĩ là nhiều khi những người mà người ta làm ác á, tôi không biết người ta có biết việc họ làm hay không đó, và việc họ làm nó đã mang đến cái hậu quả nào trong cái đời sống của họ, nói ngay cái đời này rồi đời sau nữa, họ ý thức được là những cái đó nó đem đến hậu quả cỡ nào, và họ có lường trước được không. Nếu mà tôi nghĩ họ lường trước được một chút là cái hậu quả nó có thể là có thể bị tù đầy rồi, rồi ví dụ như là con cái họ có thể chịu những cái gọi là cái hậu quả của những việc họ sẽ làm ra, rồi chắc chắn là những gì mình làm ra thì thế nào mình cũng phạm tội rồi, phạm tội đâu có thể nào mình tránh án được trước mặt Đức Chúa Trời được. Mình cũng phải đối mặt đối chiếu với những việc mình làm. Cho nên tôi nghĩ là rất là nhiều người làm điều ác mà chưa chắc họ ý thức rằng là cái điều họ làm như thế nào hết đó. Còn riêng bên chúng ta là chúng ta cứ thôi thì sống theo gương Chúa thôi, sống tập tha thứ thôi, tập thôi chứ mình cũng chưa chắc là thánh nhân đó, mà tha thứ liền, tập tha thứ, tập mà quên đi, rồi tập bỏ những chuyện đó vào tay Chúa, để mà Chúa là quyền năng mà, như một sư một linh đã nói đó, thì Chúa thì có cách của Ngài mà. Chúa dù con Chúa có chết nữa thì cũng đã sống lại và làm cho phát triển cái triều đại của người trên trần gian này nó cao hơn. Và thưa quý vị, thưa quý khán thính giả, thật vậy, cái việc mà tha thứ đó, nó đòi hỏi một cái sức lực từ ở trên cao, tức là nó không phải tự mình, cái bản năng hay là cái bản chất của mình đó, nó không có dễ yêu thương người khác hay là tha thứ người khác được. Và tôi tin chắc rằng khi chúng ta sống gần với lời Chúa,
có cái quyền năng hay là cái sức của Chúa ban cho đó, thì mình có thể tha thứ cho những người làm tổn thương mình, làm tổn hại đến mình. Và nó không dễ như Linh Mục đã nói đó. Nó cần thời gian và chúng ta cần phải công bố cái sự tha thứ đến trên người khác. Tại vì khi chưa có sự tha thứ đó thì chúng ta vẫn bị cái giận hay cái hận hay là những cái sự cay đắng đó, nó như những cái xiềng xích nó trói buộc chúng ta vào trong quá khứ, trong cái chỗ cái người làm tổn thương chúng ta, và mỗi lần bị nghe hay nhắc đó thì mình vẫn đau thương, vẫn bị tổn hại trong tinh thần mình, mặc dù cái người làm hại mình có thể đã chết rồi hay là đã qua đi lâu rồi. Nhưng mà xin Chúa cho chúng ta có thể học được sự tha thứ, vì đó là một bài học mà có thể nói là rất là lớn để mỗi chúng ta cần phải tập và học yêu thương tha thứ. Như Chúa đã nói là xin Cha tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì. Cho nên hy vọng rằng qua cái chương trình buổi tối hôm nay, chúng ta học biết để nói no với lại những cái sự khủng bố, không để người khác lạm dụng hay là tấn công, hay là mình phải tự vệ và nhiều việc khác mà chúng ta biết cần phải làm để bảo vệ cái mạng sống của chúng ta khỏi những cái ác. Cũng trong thời giờ này, xin kính mời Linh Mục có một lời cầu nguyện thay cho tất cả các anh em. Lạy Thượng Đế Chí Tôn, Ngài lập nên thế giới này, làm nên con người chúng con, và để một trật tự được an bài từ đầu. Nhưng vì chúng con đã xúc phạm, đã làm ra những điều tội lỗi, cho nên chúng con phải gánh chịu những hậu quả, những cái khủng bố, những chiến tranh và những cái điều thê lương trên cuộc sống này. Mà xin cho chúng con biết ý thức rằng chúng con phải kiềm hãm lại, sống tiết độ, sống trong hòa bình để mang lại cái điều tốt lành cho trần gian này. Xin Chúa cũng, xin Thượng Đế cũng cho mỗi người chúng con biết cách nhìn nhận được thân phận của mình yếu đuối, rồi một ngày chúng con sẽ chết, và một ngày chúng con biết rằng thân xác này cũng tan nát. Cho nên đừng giữ hận thù, đừng giữ cái gì đó trong cái thời gian chúng con sống, và hãy để việc đó cho Thượng Đế Chí Tôn phán xét và làm cho công minh trên mặt đất này. Chúng con cầu xin cho được thế giới được bình an, chiến tranh qua đi, và mọi người được sống trong an bình, thư thái. Amen. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.